À, xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm mứt gừng. Cũng gần đến Tết rồi, mình nên chuẩn bị một ít mứt gừng ở trong nhà để mình ăn cùng với người thân của mình. Các bạn ăn một miếng mứt gừng và các bạn uống một miếng trà vô rất là ngon và ấm bụng, rất tốt cho sức khỏe của mình. Thì ở đây thì mình chuẩn bị là 1 ký gừng nè các bạn, mình cũng đã gọt vỏ ra gọt hết rồi các bạn, và 500 g đường, tỷ lệ là 2:1. Đó, ở đây thì củ gừng á, thì các bạn sẽ chọn những cái củ phình to như thế này. Khi các bạn cắt ra cái miếng á, nó dễ cắt nha các bạn. Đó, trước khi mà các bạn gọt vỏ như thế này á, thì các bạn ngâm ở trong nước á, 30 phút. Cái vỏ nó, mình lấy cái dao hoặc cái muỗng á, mình cào ra rất là dễ luôn. Bây giờ tiếp theo á, thì mình sẽ xắt gừng ra, mình sẽ ngâm ở trong cái nước lạnh. Thì ở đây thì mình chuẩn bị 1 muỗng muối để mình ngâm trong nước, rồi mình cho khử cái mùi cái cay của gừng bớt á, mùi hăng á, mình sẽ cho vào nước lọc luôn á. Mình sẽ xắt ra và mình chuẩn bị 2 ống vani để mình làm mứt cho nó thơm đó các bạn. Đó, 1 ký gừng tươi và 500 g đường. Bây giờ bắt đầu mình sẽ xắt cái gừng này ra nha các bạn. Các bạn lựa gừng thì mình cũng không có lựa gừng mà nó quá già mà cũng không quá non, mình chọn củ gừng nó vừa đó để mình làm cái miếng mứt nó được dẻo và nó thơm ngon nha các bạn. Đó, nó cái bề bản nó bự như thế này nè. Khi các bạn mình xắt ra đó, hoặc là các bạn lấy cái dao bào cũng được, các bạn bào ra. Ở đây thì mình sử dụng dao mình xắt cho nó nguyên xắt dao đó các bạn. Đó, thì các bạn xắt nó dày gõ bao nhiêu nè, xong các bạn sẽ ngâm ở trong nước muối. Khi các bạn xắt xong rồi thì mình sẽ đem đi rửa lại nước lọc. Đó, mình cắt cho nó có bài bản á, rằng mình làm cái miếng mứt nó được dày và ngon hơn. Thì các bạn sẽ có những củ gừng nó to ra. Miếng gừng này các bạn, mình xắt cái xong mình bỏ vô đây. Mùa này gừng rất là nhiều luôn mà rẻ nữa. Ở Việt Nam mình thì hiện tại gừng của mình mua có 30.000 một ký đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ xắt mỏng những cái miếng gừng này ra rồi mình ngâm trong nước. Rồi cái phần gừng này sau khi mình đã xắt từng miếng như thế này nè các bạn, mình đã xắt xong ha. Bây giờ mình sẽ đem đi xả lại với nước lọc cho nó sạch. Rồi mình sẽ đem vô cái nồi nước á, mình bắt nước lên, mình sẽ luộc sơ cái này ra. Cho nó khử cái mùi, bớt cái mùi cay, mùi hanh của gừng đó các bạn. Đó, thì các bạn có thể là mình bào hoặc là mình xắt ra tùy theo mình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi rửa và mình sẽ đi luộc lên. Rồi bây giờ nước bắt đầu sôi thì mình sẽ bỏ gừng vào nồi nước này nè. Các bạn sẽ luộc bắt đầu từ nước sôi là 10 phút cho nó khử cái mùi của gừng nha các bạn. Đó, cho nó bớt mùi hăng cay của gừng ra. Đó, các bạn bỏ vô tính từ lúc nước sôi là 10 phút. Rồi các bạn sẽ luộc đó. Rồi nè các bạn, sau 10 phút thì mình sẽ bớt ra. Rồi các bạn sẽ rửa lại với nước lạnh. Xong rồi các bạn sẽ để cho nó ráo nước nha các bạn. Đó, mình bớt ra thì mình cho nước lạnh vào đây. Rồi mình rửa lại cho nó sạch cái này một nước gì đó, cho nó ráo nước, rồi mình sẽ ướp đường vào. Đó, bây giờ mình sẽ bớt ra. Rồi các bạn chuẩn bị nước đó, các bạn sẽ cho nó vào đây rồi các bạn sẽ rửa. Nó còn nóng như thế này là các bạn rửa sơ lại. Đó. Trời mà lạnh lạnh như thế này nè, bắt đầu đổi mùa rồi thì các bạn nên làm một ít mứt gừng như thế này các bạn, để dành mình ăn. Khi các bạn mình đau bụng hay gì kia đó thì các bạn sẽ ăn một miếng vào, nó ấm cho người mình, nó ấm bụng. Nó sẽ không đau bụng nữa nha các bạn. Đó. Thì các bạn sẽ cho nước nước lọc vào đây đó, xong mình rửa, mình sẽ quét ra cái chỗ cho nó ráo nước, rồi mình sẽ vô đường. Các bạn sẽ bớt ra như thế này nè, các bạn để vô cái rổ cho nó ráo thôi. Rồi mức cái gừng của mình sau khi mình để cho nó ráo rồi ha, bây giờ bắt bạn cái đầu mình ướp đường vào cho nó thấm. Thì trước tiên thì mình chuẩn bị cái hộp hoặc cái thau gì đó, thì các bạn sẽ ướp gừng. Thì các bạn sẽ cho một lớp đường phía dưới, thì các bạn sẽ cho cái phần gừng này nè, các bạn sẽ cho một lớp lên thêm. Như vậy khi mà mứt của mình á, mình ngâm trong đây
mà từ 3 tiếng tới một đêm các bạn để trong ngăn mát tủ lạnh đó các bạn, cho nó thấm cái đường vào gừng này nè. Rồi các bạn sẽ sơn mứt lên, cái miếng mứt của mình nó rất là thơm mà nó ngọt nữa đó. Thì các bạn sẽ rải một lớp đường, lớp gừng như thế này, nó thấm lên như thế này nè các bạn đó. Các bạn có thời gian thì các bạn sẽ để vào ngăn mát tủ lạnh của mình đó, các bạn để một đêm cũng được. Các bạn rải lên như thế này thấm đều. Xong rồi mình sẽ rải cái phần cho nó hết. Mình còn miếng đường này, xong mình sẽ rải lên mặt như thế này nè các bạn. Các bạn cứ ít nhất là 3 tiếng đồng hồ nha các bạn, cho đường nó tan ra và nó thấm đều vào cái miếng miếng gừng của mình nè các bạn. Xong rồi mình sẽ lấy cái bọc thực phẩm đó, mình sẽ bọc lại. Bọc lại rồi mình để vô ngăn mát tủ lạnh. Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ để vào ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Rồi mình sẽ làm nữa, tiếp tục cho các bạn cùng xem. Cái mứt gừng rất là ngon và thơm. Trời bắt đầu đổi gió nữa các bạn, nên mình làm ít mứt gừng để mình cho người thân của mình thử ăn trong gia đình. Rồi cái gừng của mình sau khi mình để trong tủ lạnh qua đêm là các bạn, mình ngâm trong nước đường á, cho nó thấm vào cái miếng gừng của mình, nó sẽ được ngon khi mà mình làm mứt á. Đó, các bạn thấy cái miếng gừng của mình bắt đầu nó trong lên này các bạn. Nó thấm gừng với đường á, nó trong lên như thế này. Đó, rồi nó ra nước trong nước đường kẹo nẹo như thế này nè các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ bỏ lên bếp và mình sẽ sơn, mình sẽ làm mứt gừng cho các bạn cùng xem nha. Là mứt gừng này mình ăn trong cái mùa lạnh này nè. Bây giờ mình sẽ cho vô cái chảo mình sẽ sơn mứt. Đó. Đó, mình sơn mứt thì các bạn sẽ chỉnh cái lửa nhỏ, mình cho nó riu từ từ đó, cho cái phần đường này nè nó thấm vào mứt gừng của mình. Các bạn cũng không có nên gấp quá, mình sẽ dần lửa riu từ từ cái gừng này nó sẽ thấm nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ dần lửa riu, mình làm từ nha. Các bạn mình làm lâu á, mình cũng đảo nhẹ nhẹ như thế này nè, mình đảo đều cho cái miếng mứt của mình nó thấm đường nó đều á các bạn. Đó, các bạn sẽ từ ngoài vào trong như thế này nè. Đó. Rồi mình dần lửa riu từ cho đường nó rút vào đây và nó sẽ lên cái màu nó sẽ được đẹp nha các bạn. Đó, mình sẽ dần lửa riu, mình sẽ chờ nó từ từ nó rút cái đường vào rồi mình sẽ sơn mứt lại. Rồi các bạn, nước bắt đầu nó sền sệt, nó bắt đầu nó keo lại nè. Các bạn sẽ bắt lửa nhỏ và mình đảo liên tục như thế này cho được lên cái phấn trắng nó đẹp. Bây giờ mình sẽ cho hai gống vani này vào đây nha các bạn. Đó, mình sẽ cho nó vào đây. Đó, cái miếng mứt gừng của mình khi có vani này nó thơm thơm. Rồi các bạn chịu khó, mình nhận lửa nhỏ rồi mình sẽ đảo đều như thế này cho từ từ nó lên cái phấn trắng. Rất là thơm cái mùi gừng nha các bạn. Nó đường bắt đầu nó từ từ nó đóng trắng ở phía ngoài nè các bạn. Mình chịu khó mình xào qua xào lại như thế này là bắt đầu phấn trắng nó đóng phía ngoài cái miếng gừng của mình, nó sẽ khô lên và nó dẻo cái miếng gừng mình ăn rất là ngon luôn. Sắp xong rồi nè các bạn. Rồi cái mứt của mình sau khi mình đã làm xong mình là các bạn nó đã khô
và nó dẻo như thế này nè, trắng trắng nó đóng phía ngoài. Bây giờ mình chỉ cần để nguội và các bạn sẽ để vào cái bọc đó, mình bọc kín lại và các bạn dùng ăn, ăn dần. Đó, Tết thì mình làm một miếng mứt này mình ăn uống nước trà rất là tuyệt vời và nó lại ấm bụng nữa, rất tốt cho cơ thể của mình. Món mứt gừng của mình đã làm xong rồi. Đó, bây giờ mình chỉ thưởng thức thôi các bạn. Đó, miếng mứt gừng nó dẻo lắm. Dẻo. Đó, rất là ngon và thơm nữa. Rồi video mình đến đây cũng xin kết thúc, cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi mình cái món mứt gừng nha các bạn. Hẹn các bạn lại video sau. Thân ái chào các bạn.